Phương Thanh xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An ninh Cần Cảnh với những thông tin an ninh trật tự an toàn xã hội vừa cập nhật. Ngay bây giờ mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Ngày 9 tháng 8, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ quả hoạn thiêu rụi nhiều tài sản trong một xưởng gỗ. Quá xảy ra vào khoảng 13 giờ cùng ngày tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Nai Long Châu. Các công nhân phát hiện lửa bốc cháy tại khu vực nhà xưởng nên đã huy động lực lượng tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên bên trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu quá chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai cùng công an thành phố Biên Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Chen Việt Nam đã xuất 4 xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy làng. Trong khi đám cháy đang đang rộng, quá trình chữa cháy gặp khó khăn thì trời đổ mưa, nên đến hơn 14 giờ, quá hoạn đã được cơ bản khống chế, rất may dù cháy không gây thiệt hại về người. Sáng ngày 10 tháng 8, đại diện chính quyền ủy ban nhân dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết, các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, kiểm lâm, lực lượng dân quân tự vệ, chính quyền địa phương, người dân vẫn đang sử dụng các dụng cụ thô sơ và máy thổi để tích cực dập lửa vụ cháy rừng bạch đàn trên địa bàn. Công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn do khu vực cháy rừng nằm trên đồi cao, nước không thể đưa lên tới nơi. Bên cạnh đó, gió lớn cộng thêm thời tiết nắng nóng trong những ngày vừa qua khiến đám cháy ngày càng lan rộng. Sức nóng tỏa ra từ vụ cháy là rất lớn. Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 9 tháng 8, một đám cháy bùng phát tại rừng Bạch Đàn, tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Hiện chưa thể thống kê thiệt hại diện tích rừng bị cháy, công tác dập lửa vẫn đang được triển khai. Chi hội phía Nam của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam vừa công bố về kết quả khảo sát về an toàn thông tin được đơn vị này thực hiện với gần 200 cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại khu vực phía Nam. Theo thống kê nửa đầu năm 2024, việc xảy ra nhiều vụ tấn công mã quá dữ liệu nhắm vào các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã gây ra thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp và cộng đồng. Nạn tấn công mạng có chủ đích, tấn công vì mục tiêu tài chính và tấn công từ nội bộ là những nỗi lo lớn của các doanh nghiệp. Khi xảy ra sự cố tấn công khiến hệ thống công nghệ thông tin có vấn đề, dữ liệu quan trọng bị mã quá, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp mới thấy hết tầm quan trọng của công tác xây dựng quy trình chuẩn sẵn sàng xử lý sự cố. Tuy nhiên, vẫn có hơn một nửa các tổ chức được khảo sát còn chưa quan tâm công tác này. Quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng và Quỹ ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện về vụ nhánh cây gãy khiến hai người tử vong và ba người bị thương ở công viên Tao Đàn, quận 1. Theo đó, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Giang Mãi giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với biết Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận 1 tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong. Sở xây dựng khẩn trương rà soát, nắm bắt lại tình hình sự việc, xác định rõ nguyên nhân xảy ra sự cố và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Đề xuất hướng xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10 tháng 8. Bên cạnh đó, Giao sở xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố thủ đức phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra toàn diện về khả năng đảm bảo an toàn của hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn, xử lý kịp thời phù hợp đối với những trường hợp cây xanh có nguy cơ gãy đổ, gây mất an toàn. Hàng năm Bộ Y tế đều phối hợp với các bộ ngành liên quan và các cơ quan chức năng địa phương để quản lý xử lý mối nguy ô nhiễm thực phẩm, khắc phục sự cố an toàn thực phẩm và ngộ độc. Tuy nhiên, thời gian chiều qua vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có cả những vụ có số lượng lớn người bị ngộ độc. Bộ Y tế đã từng xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt cao nhất một vụ việc lên đến 11 tỷ đồng. Đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như đình chỉ hoạt động sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong thời hạn 11 tháng, tước quyền sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trong thời hạn 22 tháng đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm buộc thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy thực phẩm vi phạm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa ban hành công văn về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu năm nay. Theo đó đề nghị quý ban nhân dân sở Y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hoạt động thanh kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các đơn vị địa phương tập trung ưu tiên thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cùng với đó các đơn vị kịp thời tri xuất thu hồi các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại thực phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu các cơ sở có dấu hiệu vi phạm hình sự, đề nghị chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định. Công an tỉnh Hòa Bình cho biết công an huyện Mai Châu vừa bắt giữ Giàng A Nhà, 44 tuổi, trú huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy có mang theo súng và lựu đạn bên người. Cụ thể, công an huyện Mai Châu phát hiện Giàng A Nhà đang lẫn trốn tại nhà của một người dân tên V.A.D. trú tại xóm Hang Kia, huyện Mai Châu thông qua các biện pháp nghiệp vụ nắm được quy luật hoạt động của đối tượng khoảng 15 giờ 50 phút ngày 8 tháng 8 khi đối tượng đang ngủ trưa tổ công tác kịp thời ám sát khống chế đối tượng nhà không để đối tượng chống trả thời điểm này tổ công tác thu giữ khẩu súng quân dụng K59 và 15 viên đạn trong đó có 6 viên đạn nằm trong hộp tiếp đạn 9 viên đạn ở bên ngoài và một quả lựu đạn đây là những vũ khí đối tượng nhà luôn mang theo để chống trả lực lượng chức năng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, bắt tạm giam và thực hiện khám xét nơi ở đối với Nguyễn Việt Dũng về tội mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài ra, Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo vợ Dũng cũng bị cơ quan điều tra khởi tố khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú về cùng tội danh. Trước đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận 4 xác định có nhóm Dũng, Lan và Thảo có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn nên tập trung làm rõ điều tra cho thấy Dũng là chủ mưu điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bằng thủ đoạn thu mua, chứng minh nhân dân cũ, mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp, trong đó có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng để sử dụng pháp nhân, đã thành lập bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử ghi khống nội dung trị giá. Nhóm này liên hệ với đơn vị doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu ký kết các hợp đồng kinh tế, Sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị quá đơn trừ đi phí xuất bán quá đơn từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá. Với thủ đoạn trên từ tháng 1 2023 đến ngày 8 tháng 3 2024, nhóm Dũng đã xuất bán 3.287 quá đơn ghi khống nội dung, trị giá cho gần 500 đơn vị doanh nghiệp trên cả nước, với tổng mức doanh số là hơn 595 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đột kích bắt quả tang hai cơ sở chuyên sản xuất, phân phối, bán các loại sản phẩm nước giặt giả thương hiệu nhãn hàng Omo và các loại nước rửa bát giả trên sàn thương mại Shopee bằng các biện pháp nghiệp vụ với tinh thần khẩn trương tấn công trấn áp tội phạm, ngày 8 tháng 8, ban chuyên án đã đồng loạt đột kích vào tổng kho Đông Hưng có địa chỉ tại thôn Đông Hưng, xã Tế Nông, huyện Đông Cống do Lê Tuấn Thành sinh năm 1995 ở cùng địa chỉ và cơ sở sản xuất do Lê Hạ Tuấn sinh năm 1995 làm chủ. Tại Tổng kho Đông Hưng, Tổ công tác đã thu giữ gần 200 thùng nước giặt giả thương hiệu Omo cùng các bìa các tông không có nhãn mát. Tại cơ sở sản xuất của Lê Hà Tuấn, tổ công tác cũng thu giữ hàng trăm thùng nước giặt, giả nhãn hiệu ô mô, nước rửa chén, bát, giả nhãn hiệu sinh lai. Lực lượng chức năng điều tra làm rõ và xác định, dưới vỏ bọc là cơ sở sản xuất giấy vệ sinh được cấp phép hoạt động. Đối tượng Lê Hà Tuấn đã biến xưởng sản xuất giấy của mình thành nhiều phòng để chứa nguyên liệu, máy móc và chế, sang chiết các loại hàng quá giả. Tuấn đã tự học cách chế biến trên kênh YouTube, sau đó mua các loại hóa chất trên mạng xã hội rồi thuê nhân công tự pha chế, đồng thời thuê in ấn bao bì giả nhãn hiệu nhãn hàng ô mô để sang chiếc, đóng gói, cung cấp cho các đối tượng chuyên bán hàng qua mạng. Theo ước tính với phương thức này, hàng tháng các đối tượng đã bán trên 4.000 sản phẩm nước giặt giả nhãn hiệu nhãn hàng ô tương đương giá trị hàng thật khoảng 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng của bản tin là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An ninh cận cảnh. Quý vị cũng có thể xem lại bản tin này vào lúc 14 giờ 50 phút hôm nay trên sóng truyền hình hoặc xem ngay trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.